Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với các tin chính sau đây. Các cấp ngành địa phương đơn vị chung tay hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3, sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất. Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng đồng hành cùng xã hội chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Cục Thuế Hải Phòng thông tin kịp thời tới người nộp thuế các chính sách thuế về gia hạn, miễn thuế, giảm thuế, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp gặp thiên tai theo quy định của pháp luật thuế, nhằm góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tới cộng đồng người nộp thuế. Theo đó, việc gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được xem xét trên cơ sở văn bản đề nghị gia hạn và hồ sơ tài liệu kèm theo của người nộp thuế trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thời gian gia hạn nộp thuế không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bị thiệt hại vật chất do thiên tai. Số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo quy định nếu có. Ngoài ra, Cục Thuế có quy định thêm về chính sách miễn giảm một số loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng. Khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành. Tại Hải Phòng, sau bão, hầu hết các chi nhánh, tổ chức tín dụng, phòng giao dịch và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã hoạt động bình thường trở lại từ ngày 9 tháng 9. Một số điểm giao dịch chưa hoạt động được do chưa khắc phục được cơ sở vật chất tại trụ sở hoặc sự cố về đường truyền mạng và mất điện cũng đã hoạt động trở lại bình thường trước ngày 13 tháng 9. Theo thống kê, bão số 3 đã làm gần 900 khách hàng với tổng dư nợ gần 16.000 tỷ đồng bị ảnh hưởng, tập trung vào các ngành nghề như lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh và thương mại, lĩnh vực cầu cảng, tàu bè đánh bắt thủy hải sản. Hiện nay, các ngân hàng cho biết đang nhanh chóng đánh giá tổng thể thiệt hại với khách hàng để có biện pháp hỗ trợ phù hợp như phương án cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi, ban hành gói tín dụng mức lãi suất hợp lý, quy mô hợp lý để đồng hành cùng người dân doanh nghiệp hồi phục sau bão. Cơn bão số 3 cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại thành phố Hải Phòng, song toàn ngành giáo dục thành phố đang nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả của cơn bão để nhằm ổn định lại hoạt động dạy và học. Bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, ngoài một số cơ sở vật chất hư hại, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn còn có 5 cây bị gãy đổ, trong đó có 3 cây xanh lâu năm như thế này. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường đã thông báo tới từng lớp học nhằm nhắc nhở các em hạn chế tối đa việc đi lại sân trường, đặc biệt là khu vực có cây bị gãy đổ. Nhà trường chúng tôi cũng đã có bước đầu để xử lý cái hệ thống cây xanh gãy đổ, nhưng mà tuy nhiên là cũng chưa hoàn toàn dọn đi hết được, các cái cành cây còn khô, còn gãy, thế cho nên là về khuôn viên của nhà trường là vẫn chưa được gọn gàng. Nên là cũng thông báo với các em học sinh và cũng tuyên truyền để các em nắm được cái tình hình an ninh của nhà trường để có cái biện pháp phối hợp để đảm bảo an ninh cho các em khi ở trường. Còn tại trường mầm non Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, bão đã làm một dãy nhà bị tốc mái, 2 phòng học bị dột, một số công trình khác cũng hư hại. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tiến hành rà soát, khẩn trương tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả sau bão được triển khai trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của cô và trẻ. Sau khi cơn bão Yagi số 3 đi qua, thì 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có mặt. Và trước tiên là chúng tôi đã dọn dẹp phía ngoài sân trường. Về những cái mái tôn bay xuống thì chúng tôi cũng đã khắc phục vào những cái cành cây, mái tôn gọn gàng ở phía bên ngoài sân trường trước. Sau đó thì với sự chỉ đạo của ban giám hiệu thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ các lớp bị tốc mái dọn dẹp. Khi mà cái tình trạng ngấm giọt xảy ra thì chúng tôi đã di rời tất cả giá đồ chơi và các đồ dùng học liệu của các con sang một phòng học mới, phòng chức năng. Và chúng tôi cũng đã nhanh chóng trang trí cái phòng học mới đó thành một cái môi trường nó đơn giản thôi nhưng vẫn đảm bảo cái môi trường giáo dục cho các con. Đến thời điểm này, song song với công tác giảng dạy, các trường học vẫn đang nỗ lực
khắc phục hậu quả sau bão. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng vừa có văn bản yêu cầu các nhà trường không tổ chức vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh trong điều kiện nhân dân gặp khó khăn sau bão số 3. Việc vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ khác phải thực hiện đúng quy định của thông tư số 16 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi không được rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc các trường hợp như đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, ra nước ngoài để định cư, người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, mất bù, lao nặng, AIDS, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung cho công tác phát triển đảng, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội trong khu kinh tế hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình, các hoạt động đồng hành cùng xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Bằng nguồn xã hội hóa, Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng vừa trao tặng gần 1.000 suất quà cho thiếu nhi tại các cơ sở giáo dưỡng đặc thù và đảng viên, công nhân tại các khu công nghiệp. Những em nhỏ đến từ các lớp học đặc biệt của trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng phấn khởi khi được cất lên tiếng hát giai điệu bài Rước Đèn Trung Thu. Vừa được trở lại trường học tập sau cơn bão số 3, trường có bị ảnh hưởng bởi bão, nhưng rất vui là việc học tập và sinh hoạt của các em vẫn cơ bản được đảm bảo. Đón nhận những món quà bánh và tình cảm ân cần từ các cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng trao tặng đúng ngày rằm tháng 8, thầy và trò nhà trường rất xúc động. Năm nay, trường có 160 học sinh, đông hơn năm trước, trong đó 134 em khuyết tật trí tuệ và 26 em khiếm thị. Hôm nay ở trường, con được các thầy cô cho tham gia tổ chức trung thu được tặng quà. Các cô bác tặng quà con thấy rất là vui. Hàng ngày con sẽ học giỏi để sau này lớn lên cậu là người có ích cho xã hội. Trung thu con thích nhất là được các cô bác và các chú đến thăm trường và tặng quà ạ. Có bánh nướng với cả bánh dẻo và những hoạt động như múa, hát và nhảy ạ. Và lớn lên con muốn con được học thật giỏi ạ. Tết Trung thu là một trong những dịp đặc biệt để thể hiện trọn vẹn tình yêu thương, quan tâm tới trẻ em, nhất là những trẻ thiệt thòi, hoàn cảnh đặc biệt. Những ngày này, nhiều mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội, làng nuôi dạy trẻ mồ côi nhận được nhiều sự quan tâm động viên của các cấp, các ngành, đơn vị. Những phần quà từ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tuy không lớn nhưng góp thêm sự động viên ấm áp để các mái ấm yêu thương thêm trọn vẹn tình người, nghĩa sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống. Cũng nhân dịp Trung thu, Đảng ủy Khu Kinh tế đã đến tận doanh nghiệp trao tặng hàng trăm suất quà, bánh cho cán bộ, người lao động là đảng viên trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khích lệ họ thi đua lao động sản xuất tốt để cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức sau bão số 3 và những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tin bão trên Biển Đông. Chiều qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo chiều nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến chiều ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết tại một số tỉnh thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt.
thông báo. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc, biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, tiếng Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn, điều kiện là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, giới tính, nam, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình, tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ, phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.